Câu chuyện có công mài sắt, có ngày nên kim. Trình bày Huỳnh Ngọc Phương, học sinh, lớp 5D, trường tiểu học A Tân An. Em chào thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Em tên là Huỳnh Ngọc Phương, học sinh lớp 5D, trường tiểu học A Tân An. Hôm nay em xin kể một câu chuyện. Câu chuyện có tên là Có công mài sắt, có ngày nên kim. Ngày xưa, có một cậu bé làm việc gì cũng mau chán. Mỗi khi cậu đọc bài thì chỉ đọc được những chữ đầu thì lại bỏ vỡ. Trong những lúc tập viết, cậu chỉ nắn nót được vài chữ đầu, thầy lại viết ngoạch ngoạc trong đất xấu. Một hôm, trong lúc cậu đang đi chơi, thấy một bà lão đang cầm thỏi sắt mài vào tảng đá ven đường. Thấy lạ, cậu lại bèn hỏi, bà ơi, bà đang làm gì vậy? Bà cụ trả lời, bà đang mài thỏi sắt này để thành kim. Cậu bé thấy lạ và hỏi, thỏi sắt to như thế, làm sao bà mài thành kim được? Bà cụ ôn tồn giảng dạy, thỏi sắt to như thế, mỗi ngày cháu mài một ít thì sẽ thành kim. Giống như cháu, mỗi ngày cháu học một ít thì sẽ thành tài. Cậu bé hiểu ra và quay về học bài. Sau câu chuyện trên, rút ra cho Tâm một bài học rằng phải chăm chỉ, siêng năng học tập, vậy chúng ta mới học giỏi và thành công ạ. Cô dạy em xin được phép kết thúc ạ.